Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quan hệ Việt-Trung xấu đi, quyền lực của Tổng bí thư Trọng sa sút nói lên điều gì? Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành ảnh hưởng trên toàn cầu ở khu vực Asia đang căng thẳng, thì việc Việt Nam bất ngờ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức đối tác chiến lược toàn diện chắc chắn sẽ làm cho Nga và Trung Quốc hết sức giận dữ. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đáp lại chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022 đã bị hoãn đi hoãn lại rất nhiều lần và cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Với nhiều lý do khác nhau, ban đầu chuyến thăm này được hoãn từ cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 năm 2023, nhưng rồi có khả năng sẽ lại hoãn tiếp đến tận cuối năm 2023. Trung Quốc, Việt Nam trao đổi thẳng thắn và thân thiện về mối quan hệ song phương. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân vào ngày 10 tháng 11 khi trả lời câu hỏi các phóng viên tại Bắc Kinh rằng liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có sang thăm Hà Nội hay không, họ Vương nói rằng ông không có thông tin gì để cung cấp. Đó có thể chỉ là chỉ dấu cho việc hoãn lại chuyến thăm vô thời hạn hay sao? Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA trong bản tin Bắc Kinh, Trung Quốc, Việt Nam trao đổi thẳng thắn và thân thiện về quan hệ song phương cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và thân thiện với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội vào hôm 9 tháng 11 về các vấn đề song phương, biên giới, đất liền và hàng hải. Đó là cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Minh Vũ. Đáng chú ý, theo một hãng tin quốc tế tiết lộ, cuộc gặp này trước đó không được Bắc Kinh tiết lộ và đến nay cũng không được báo chí của nhà nước Việt Nam loan tin. Về chuyến thăm của Thứ trưởng Tôn Vệ Đông đến Hà Nội mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ cho biết Trung Quốc và Việt Nam đã đi sâu trao đổi về quan hệ song phương các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước, cũng như các vấn đề quốc tế khu vực hai bên cùng quan tâm. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tại Bắc Kinh cho biết rõ hơn, hai bên hoàn toàn khẳng định những nỗ lực chung nhằm duy trì sự ổn định của tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai bên. Theo giới phân tích, một chuyến thăm của một phó ngoại trưởng Trung Quốc lại diễn ra trong bí mật và những trao đổi liên quan tới vấn đề tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai bên. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Tập Cận Bình của Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Điều này cho thấy hồ sơ Biển Đông cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đối với Trung Quốc nó có thể quan trọng hơn về Việt Nam có những chỉ dấu thắt chặt với Hoa Kỳ. Lâu nay, trong mắt của giới phân tích chính trị quốc tế cũng như ở Việt Nam đều có chung một nhận định rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là một người thân Trung Quốc. Không chỉ vì ông Trọng là người kiên định với chủ nghĩa xã hội mà còn vì Tổng bí thư Trọng dựa vào Trung Quốc để mà duy trì quyền lực độc tôn trong nội bộ những người Cộng sản Việt Nam. Điển hình là vào năm 2014, khi xảy ra sự kiện Bắc Kinh đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển gần nhất chỉ có 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn có 119 hải lý. Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải của Việt Nam. Khi đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng một số ủy viên chính trị đã đề nghị Tổng bí thư và tập thể Bộ Chính trị thông qua cho phép công bố một nghị quyết về việc Việt Nam phản đối hành động của Bắc Kinh, song đã không được chấp nhận. Sau đó, ngày 8 tháng 12 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đã khẳng định rằng các bác thấy vấn đề Biển Đông chúng ta giải quyết như thế có đúng không? Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không? Thế nhưng tại sao thời gian gần đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đã đẩy mối quan hệ Trung Việt rơi vào tình trạng cơm không lành, canh không ngọt như hiện nay? Tổng bí thư, nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây được hay không? Điều đó liên quan gì đến sự xuống dốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thế đi lên của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, một phần tử cũng thân Bắc Kinh? Sau hội nghị Trung ương 8 vừa qua, người ta tin rằng ông Trọng sẽ buộc phải nghỉ khi kết thúc đại hội lần thứ 13. Câu trả lời là với sự bành trướng của Tập Cận Bình hiện nay, nếu Việt Nam không có lập trường kiên quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông mà vẫn cứ hèn nhát như Tổng Trọng,
thì chắc chắn Biển Đông sẽ rơi vào tay Bắc Kinh. Nếu như vậy, kể cả khi đã nghỉ hưu, Nguyễn Phú Trọng sẽ không có chỗ để chôn xác trên đất nước Việt Nam, mà có lẽ phải mang xác sang chôn nhờ đất phương Bắc, như ông Hoàng Văn Hoan đã và đến nay đã phải làm. Ông Trọng đã thức tỉnh ra điều đó hay chưa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Quan hệ Việt-Trung xấu đi, quyền lực của Tổng Bí thư sa sút lên, nói thành điều gì? Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Phần 2. Chúng tôi đã giới thiệu tiếp phần thứ 2, phân tích về vai trò của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng liên quan đến quy định số 132 QĐ của Bộ Chính trị và sinh mệnh chính trị của ông chánh án đầy tai tiếng Nguyễn Hòa Bình. Vào ngày 22 tháng 9, Tòa án tỉnh Thanh Hóa bất ngờ thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Vụ việc xảy ra ngay sau khi việc vận động hoãn thi hành án với tử tù Nguyễn Văn Trưởng được cho là thành công. Trước đó, luật sư Lê Văn Hòa đã vận động cộng đồng mạng ký tên, gửi tin nhắn đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo luật sư Hòa viết trên mạng trang Facebook cá nhân, thông báo với cộng đồng rằng Chủ tịch nước đã nhận tin nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước Quốc hội. Trước đó, giới thạo tin tiết lộ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra chủ trương tiến hành thi hành án đối với các bị án được cho là án tử tù oan. Chủ trương này nhằm mục đích không phải để những vụ án tai tiếng như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng, Lê Duy Mạnh, v.v. ảnh hưởng đến tương lai chính trị của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trước cuộc đua nhân sự cấp cao tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đó là lý do tại sao liên tiếp trong 2 tháng 7 và 8 năm 2023, Tòa án Hải Phòng vừa ra thông báo thi hành án tử hình đối với bị án Nguyễn Văn Trưởng, thì sau đó đến lượt Tòa án Thanh Hóa ra thông báo thi hành án đối với bị án Lê Văn Mạnh, và họ thực hiện ngay sau đó. Trong bài viết Ly rượu máu người của nhà hoạt động xã hội, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đặt vấn đề. Có người đặt câu hỏi vì sao Tòa án tỉnh Thanh Hóa ra lệnh xử tử ông Mạnh lúc này. Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong thông báo họ gửi cho gia đình. Theo đó, họ thi hành án Mạnh để theo yêu cầu của vụ 1. Tòa án Nhân dân tối cao thông qua công văn đề nghị vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Trong hệ thống thứ bậc của bộ máy quyền lực ở Việt Nam, chúng ta biết rằng vụ 1 không thể gửi công văn này nếu không có sự chỉ đạo của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chánh án Bình đến lượt mình chắc hẳn đã bàn bạc kỹ trong cơ quan nội chính tối cao là Ban Bí thư mà ông Bình là một thành viên chủ chốt để tìm kiếm sự đồng thuận cho một quyết định chắc chắn sẽ làm xôn xao dư luận. Nhận định của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đồng nhất với đánh giá của giới thạo tin khi cho rằng quyết định xử tử vội vã tử tù Lê Văn Mạnh không phải là một hành động bột phát từ lãnh đạo Tòa án tỉnh Thanh Hóa, mà đó là một quyết định có cân nhắc, có tính toán của lãnh đạo cấp cao nhất của ngành tòa án, là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tử tù Lê Văn Mạnh đã bị vội vã thi hành án tử hình. Câu hỏi đặt ra là vì sao họ phải làm nhanh đến như vậy? Theo nhà báo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hãy nhìn thời điểm vụ 1 gửi công văn là vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, một tuần sau thì quyết định xử tử một tử tù khác Nguyễn Văn Trưởng. Quyết định xử tử Trưởng vào ngày 4 tháng 8 năm 2023 đã làm dậy lên một làn sóng phản đối chưa từng có với vô số bài viết, thư từ, kiến nghị nhằm thẳng vào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đặt chính quyền vào tình thế buộc phải hoãn thi hành án nếu không muốn đổ thêm dầu vào lửa một dư luận đang sôi sục. Công luận cho rằng chánh án Nguyễn Hòa Bình với truyền thống không chịu thua ai, không chịu thua dân và nhất là không chịu thua tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một nhân sự hạt giống đỏ được cơ cấu từ trong trứng. Do không chịu thua nên ông Nguyễn Hòa Bình thua keo này thì bày keo khác và đã ra lệnh thi hành án với bị cáo Lê Văn Mạnh ngay lập tức. Theo giới quan sát, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Hòa Bình về hành động phạm thượng, vuốt mặt không nể mũi trong quan hệ đồng chí trong đảng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong vai trò nhà nước, chức vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp Việt Nam quy định là sẽ là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước trong quan hệ đối nội và đối ngoại. Chủ tịch còn được coi là nguyên thủ quốc gia. Để thấy rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong vai trò là một tứ trụ bốn nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam khó có thể châm trước cho chánh án Nguyễn Hòa Bình. Điều này lý do vì sao thời gian gần đây ông Bình thường xuyên phải xuất hiện để khẳng định ngành tòa án không để xảy ra tình trạng
xét xử án oan sai. Dư luận thấy rằng việc Bộ Chính trị đưa ra quy định số 132 để kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là ngành tòa án là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh dân chúng Việt Nam hoàn toàn mất lòng tin vào một hệ thống pháp luật vô thiên vô pháp chưa từng thấy này. Nhưng trong một thể chế chính trị độc đảng như Việt Nam hiện nay thì yêu cầu phải có tam quyền phân lập, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp hoạt động độc lập và kiểm soát lẫn nhau là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin ngày hôm nay. Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ chấm dứt sự nghiệp tàn ác của Nguyễn Hòa Bình như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.